Nào, câu số 1 nha. Chúng ta có từ đầu tiên là transport, âm gì ạ? Âm O đúng không? Tiếp second, âm gì ạ? Đúng rồi, sport, âm gì ạ? O và horse, âm gì ạ? Như vậy đáp án của mình sẽ là baby đúng không? Now, okay, read one more time. Transport, second, sport and horse. Now, number two. Từ đầu tiên, avoid. Avoid. Avoid, what does it mean? Avoid nghĩa là gì? Tránh. Yes, tránh. Sáng nay cô đi thi, đưa học sinh cô đi thi IELTS. Thế là cô đi bằng Grab bike ấy, cho nên là cô phải mặc quần, mặc áo trông như kiểu bạn mày. Cô không đi ô tô. Xe máy, xe máy. Vậy Thế học sinh. rồi tiếp, không nói chuyện linh tinh. Choice là gì ạ? Oi đúng không? Từ tiếp theo là gì nhỉ? Turtles đúng không? Turtles và koi, như vậy đáp án sẽ là C. Turtles sẽ là âm 1, âm 2 cái gì đây? Âm 1, âm 2 vậy? Đang là cách đọc và tự nhiên âm 1, âm 2 với các cụ. Còn con cò mới sợ chứ. Chúng ta sẽ học hết tuần sau và chúng mình sẽ nghỉ hè luôn để cô tập trung cho khối 12 và các anh chị thi IELTS, các anh chị thi, các anh chị lớp 12, các anh chị năm nay thi sớm con ạ. Tháng 6 với lại khối 9 năm nay tháng 6 đã thi rồi. Lẽ ra mọi năm là lớp 12 tháng 7 mới thi. Nhưng mà vì năm nay là nó thi sớm cho nên bắt buộc là cô phải đẩy lên dồn cho các anh chị thi. Cho nên là các bạn thông cảm nhá. Các bạn nghỉ rồi đến giữa tháng 7, có nghĩa là chúng ta sẽ nghỉ 2 tháng, giữa tháng 7 chúng ta tiếp tục chiến đấu. Không ạ. Ai cho nghỉ đến tháng 8 đấy ạ? Đây không phải là tôi ạ. Ôi không phải là tôi thật mà. Rồi, ok, tiếp tục nha. Tôi chưa bao giờ có từ điển là cho nghỉ đến tháng 8 cả. Nào, tiếp tục, nói ít, nói ít. Câu tiếp theo này. Weather, âm gì ạ? Teacher, âm gì ạ? Helicopter, âm gì? Và everything. Vậy đáp án sẽ là daddy. Everything, đúng không ạ? Rồi, ok, number four. Từ đầu tiên là space. Khi đọc nó chính là S, space. Đúng không? Car, âm gì? Cờ. Break, âm gì? Cờ. Grass cũng là âm gì? Cờ. Như vậy đáp án sẽ là space. Đúng không? Đáp án đây. Hẳn là apple. Rồi, ok, number 5. Under water, âm gì? Đúng không? Tiếp, future, âm gì? You. Sao mấy đứa kia như sốt rét vậy con, xem mà cáo khoác chúng đi chứ khiếp cùng cái kia con. Tiếp tục bạn. Rồi, underwater, vast, chữ á đúng không? Future, âm gì? You, much, chữ gì? Như vậy đáp án của mình sẽ là, mà con cò chắc lại học ở lớp cô giáo đúng không? Bài của tôi C là sexy cơ chứ không phải con cò nha. Đáp án C ạ. Hôm trước có một bạn lớp 10 đọc ở đây thì cô dạy. Mà mấy hôm buổi học đầu tiên tiếng Anh thì mới lớp 10 thì mới. Đáp án gì cả lớp? Đáp án sexy. Cô giáo cười cái rồi. Bạn nào đọc đáp án sexy nhỉ? Em cười. Ok. Mở sổ đồ bạn. Mở sổ đồ bạn. Nó bảo là có gì đây? Đứa nào chạm vào cái dây rồi. Lỏng rồi con. Bàn bàn ở bên này này. Đi làm con nào. Thế là vào sổ đồ bài cổ thân. Ok, tiếp. Hết giờ nói chuyện. Tiếp. Driver, âm I. Easily, âm gì ạ? E. Negative, âm gì? E. Và gì đấy? Minutes, đúng không? Minutes là vào đáp án A, driver. Driver, easily, negative và minutes. Không nhớ à? Wait me some minutes. Chứ chẳng nghe ai là bảo wait me some minutes. Minus nó là cái từ này này. Minus nó là cái phép trừ ấy cả lớp. Ở trường cô nó học full bằng tiếng Anh mà. Rồi ok, tiếp tục nào. Rồi nhá, như vậy câu số 6 đáp án của mình sẽ là A. Number 7, the first one, how to pronounce? Favorite, âm A. Tiếp nào.
Sâu là âm gì? Ơ, CJ. A, station. Đáp án. Và là bia solar. Nào thì bầu bí này là canh cá rô đồng này. Nào, ok, next one, number H. Từ đầu tiên là valid. Âm đờ. Tất cả, riêng cái đuôi ED rồi SC thì các bạn ạ. Các bạn thi vào cấp thi vào cấp 3 nó cũng có. Thi vào đại học luôn cũng có. Nó luôn luôn theo các bạn luôn. Đấy, cho nên là ôi thì không bao giờ thoát được cái này. Cho nên nếu mà bạn đã không nhớ được quy tắc của đuôi ED và đuôi SC, bắt buộc các bạn xem lại nha. Vì thi lớp 9 đến lớp 10 cũng vậy. Mà thi lớp 12 mà thi lớp 12 lên đại học cũng vậy. Còn lúc nãy mà bạn nào mà nói là môn tiếng Anh là môn phụ thì tốt nhất là đừng đi học nữa. Đến bây giờ là còn bảo môn tiếng Anh là môn phụ thì tôi nên ạ luôn. Tôi không biết tiếng Anh có là phụ hay không, nhưng mà thi cấp 3 lúc nào cũng phải có môn tiếng Anh và môn văn, môn toán. Tôi không biết tiếng Anh có là phụ hay không, nhưng thi đại học lúc nào cũng phải thi văn toán Anh. Tôi không cần biết là các bạn thi khối gì, các bạn học toán lý hóa hay các bạn học toán hóa sinh, các bạn vẫn phải thi văn toán Anh. Còn những bạn nào đã học văn toán Anh rồi thì chỉ cần thi mỗi văn toán Anh, không phải thi những môn kia nữa. Đấy là cái đặc điểm của khối văn Anh. Cái gì? Anh Duy Hưng, anh bảo anh chắc chưa thì anh đi ra khỏi lớp, phải chắc chưa nhá. 38 Rồi, ok. Còn anh thôi ạ, những anh nào không chắc thì những anh không, các anh không học tiếng Anh nữa để biết có chắc không. Nào tiếp. Ví dụ như là thi cấp 3 người ta sẽ có 3 môn văn toán Anh và sau đó là 2 môn còn lại, thì những môn có 2 điểm thôi thì người ta sẽ chọn một trong những môn bất kỳ và sau khi gần thi người ta mới chọn. Ví dụ như là năm nay chẳng hạn là lý với lại gì đấy, năm nay là lý với địa, còn năm ngoái thì đấy, còn ví dụ như là sang năm thì có thể là thi là hóa với sinh, sang năm nữa thì có thể là ví dụ như là sử và cái gì đấy chẳng hạn, thì có nghĩa là hai cái môn đấy là hai môn mà gần trước khi thi một tháng người ta mới nói, còn đâu và văn toán Anh là ba môn cố định rồi. Nào, value under đúng không, power under đúng không, renew cũng là under và replace. Khi mình đọc lên cái từ place nó là cái gì mà thời phong kiến phương Tây, tất cả những cụm từ đấy đúng không ạ? Thời phong kiến phương Tây nó là cái gì đấy, là cái gì đấy, là đuôi SC. Còn chính phủ phát sách không cần xe cổ không cần xe cả không chỉ là to. Anh nhớ lại đi ạ. Tiếp nào. Rồi bây giờ đến thời phong kiến phương Tây. Từ đầu tiên chúng ta đọc là sushi. Is. Rồi. Đấy là vui đi nhá. Cái gì? Cái gì là không đây. Đây là cái đầu tiên nhá, sausage. Đúng chưa? Thì đọc là cái gì kia? Is sausage. Advantage. Đúng không? Tiếp tục từ su đúng không? Từ su thì cuối cùng là brush. Như vậy đáp án sẽ là đáp án C ạ. Sources, advantages, shoes và brushes. Ok chưa? Như vậy đáp án sẽ là đáp án C, shoes. Nói ít, nói ít, nói ít.
Sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu của đề bài là odd one out. Người ta không nói rõ là trọng âm. Thế khi mà người ta không nói rõ trọng âm, điều đó có nghĩa là, à, tức là mình sẽ tìm từ cái gì cả lớp nhỉ? Khác gì? Ở các loại hoặc là khác nghĩa cho một cái gọi là nhóm từ nào đấy. Chứ không phải là gì nhỉ? Không phải là trọng âm, đúng không? Mà không có gạch chân thì cũng không phải là phát gì? Phát âm, đúng không ạ? Rồi, ok. The first one, câu đầu tiên đáp án là gì? And why? Nào, ok. Chúng ta có airplane này, electric này và helicopter đều là những cái phương tiện, đúng không ạ? Liên quan đến phương tiện. Và chỉ có gì nhỉ? Ship là con gì? Con cừu. Họ đáp án C ạ? À, bi, bi. Ơ, nó bị, cái chữ bi đấy nó bị, phải viết thành C nhá. Cái từ ship này phải viết thành từ. Ok em sửa hẳn thành e thì cô chịu em rồi. Cô xin em luôn đấy. Tôi mà có mấy đứa con như mấy anh này chắc tôi cũng tẩu hỏa nhập ma mất. Em biết tẩu hỏa nhập ma như thế nào không? Là toàn nói những câu nhố nhăng này, không phải hay nhá, tức là nói linh tinh ấy, ăn nói phải suy nghĩ nhá. Rồi ok, câu tiếp theo các bạn, tí nữa không ở trên trường các bạn học hết những số 12 chưa? Chưa, sao chưa học mà lại được thi? Don't know. Ok, tốt, trượt thể dục tốt, cần trượt nhiều hơn. Ê. Thôi không ai nữa. Ai cái lớp này nào? Ok, tiếp tục tiếp tục. Nói ít thôi. Nào, câu tiếp theo. Một số người đang nói chuyện đây ạ. À. Nào, câu số 2, các con chọn cái gì nào? Đọc đi, Đức Việt đọc đi ạ. À. Câu này, đọc 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 các từ lên trước. Pilot. Ở đâu ra pilot? Pilot là cái gì đây ạ? À? Rồi. Ừ. Thế em chọn đáp án gì và tại sao ạ? Câu hỏi là đáp án là tại sao ạ? Ừ. Ý bạn đây là cả lớp nghe cô nói này, có đúng không cả lớp? Pilot là phi công. Driver là người lái xe. Captain là đội trưởng. Tự nhiên lại nảy loài ông transport ở dưới phương tiện giao thông ở đây. Đáp án C chứ? Ừ. Học thế chết tôi không cái chữ này. Rồi 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 rồi. Rồi, ok, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu cũng ít, à quên nhầm rồi. Rồi ok, tiếp câu tiếp theo đây cả lớp. Câu nào, cô mời một bạn nào cũng qua này xem nào. Dễ, cái này dễ mà. Đừng, trong lớp đừng có thằng nọ thằng kia, cô không thích đâu. Nào, ok, bắt đầu. Từ đầu tiên là gì? À, môi trường, tiếp. Từ thứ hai là gì? À, tiếp. À, carry, nghe này. Fly là động từ bay, carry là động từ mang vác, vận chuyển. Flow là trôi nổi, đúng không? Thì vậy đó sẽ là A, environment. Tất cả động từ đó đây là danh từ, đúng không? 9 điểm. 9 điểm nhé. Rồi, ok. Câu tiếp theo ạ. À. Chúng ta có Solar thuộc về mặt trời, Wind thuộc về Hydro và Speed là gì? Đáp án. Đẹp đi, đúng rồi.
gì đấy. Tiếp nào. Convenient, what does it mean? Convenient, convenient, convenient. What does it mean? Thuận gì? À, thuận lợi hoặc là thuận gì? Thuận tiện, đúng không? Thuận tiện, thuận lợi đều ok hết ạ. Tiếp. Ok, hỏi. Câu tiếp theo. À, dangerous là nguy hiểm, rất đáng sợ. Fuel là gì? Nhiên liệu, đúng không? Và expensive là gì? Đắt đỏ. Như vậy đáp án của mình sẽ là nhiên liệu, đúng không? Số 6 này, system là hệ thống. Grass ở đây là đâm là xô nha, grass. Ai có biết nghĩa biết hết nghĩa nha cô. Grass đâm xô. Traffic là gì ạ? Giao thông. Và program là chương chương trình. Ok. Việt Anh đến cô bao nhiêu bạn ở đây cái để cô gửi in cái. Số 6 ạ, à số 7 ạ. Em đúng không? Câu 6 đáp án sẽ là đáp án B. Vì tất cả đều là danh từ đúng không? Riêng thằng B là động gì? Động từ. Ok. Tiếp tục nào, cười cái gì mà cười. Rồi câu tiếp theo. Cô vừa bảo rồi còn gì nữa. Nói ít thôi à. Câu tiếp nào. Mời các bạn. Friendly là thân thiện, clean là sạch, cheap là rẻ, và một cho bài đương nhiên là sẽ đi rồi. Một cho bài. Bây giờ cô quên từ nãy giờ cô chưa tắt chưa bật. Thế nào về là cô thấy nóng thế. Thế là cô bảo là quay lại nhỉ. Câu tiếp theo này. Số 8 này, weather. Believe, think và agree đáp án A vì tất cả động từ đúng không? Số 9 này, pollution, ô nhiễm. Rubbish là rác thải. Planet là hành tinh đúng không? Và sếp là kẻ trộm. Thế tự nhiên là liên quan đến ông trộm ở đây làm gì? Vâng, nó vẫn đi ạ. Ông này liên quan chỗ mà đây mới vui chứ này. Thế mới buồn cười chứ. Câu 7 đáp án là đi con. Câu 8 đáp án là A. Câu 9 đi. Câu 10 baby. Personal là tính từ thuộc về cá nhân. À, boost là đẩy ạ. Boost, các bạn đi vào các cửa hàng này có từ boost là đẩy vào đúng không? Favorite là ưa thích và private là riêng tư. Hãy Chúng ta từ tính điểm để sang bài tiếp theo này. Tôi thấy một số bạn đang rất mất trật tự nha. Cho tôi xin đúng một phút thôi. Tôi gửi bài để ông Thủy ông ý in cho các bạn. Bao nhiêu điểm cơ? Ok, chúng ta sang bài tiếp theo ạ. Cô yêu cầu chúng mình tập trung nha. Bài tiếp theo yêu cầu đề bài là gì đấy cả lớp? Hả? Tức là mình sẽ chọn những cái từ kia vào xem cho nó đúng cái động từ đấy. Đúng không cả lớp? Rồi, ok, thích cái từ đầu tiên các bạn chọn đáp án là gì đấy ạ? Số 1 này. Dry là lái cái gì? Dry a car, được không? Dry a motorbike, được không? Được. Dry a bus, được không? Được. Dry a taxi, được không? Được. So funny.
Rồi 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 tiếp. Tiếp nào cả lớp. Tiếp đi. Câu tiếp theo ạ. Một số bạn đang rất là mất trật tự nha. Nào, từ tiếp theo này, dry gì? À, ok, dryer, bicycle, tiếp, dryer, horse, tiếp, hết. Làm gì có vớ vẩn. Bây giờ đến fly này. Fly nha, flyer. Fly a hot air balloon. Fly a hot air balloon. Hot air balloon là chính là khinh khí cầu. Khinh khí cầu. Khinh khí. Chết. Nó là khinh khí cầu thật mà. Ở cho mày nghĩ. Khinh khí cầu. Cô chắc cô mồm cô đang rồi. Rồi, ok, tiếp đi các con. Fly gì nữa? À, fly airplane, ok. Tiếp tục. Fly. Có đứa nào bảo fly ship gì cả lớp ơi. Ok, nói ít thôi, tiếp tục nào. Một số người đang nói chuyện đấy nha. Tiếp tục. Tiếp theo nào. Ok, sale, sale. Sale a spaceship. Sale là cái gì đấy? Sale là chèo thuyền. Thực ra là cái spaceship này các bạn nên dùng dryer spaceship. Bởi vì spaceship là cái tàu mà nó có động cơ ấy. Thì người ta không không dùng từ sail, chẳng nghĩa là chèo cái thuyền có động cơ. Quan trọng con này. Tiếp, sail a boat. Sail a ship. Yes. Better đây là đặt xe better chính là cái bê đan này các cụ biết cái bê đan cái bàn đạp. đúng rồi đấy, người ta mượn của tiếng Pháp không phải tiếng Việt. Bê đan là của tiếng Pháp. Ở gà đờ bu gà đờ xong và bê đan bàn đạp. Ok, như vậy là bê đan gì đấy à? À, bê rô, xin lỗi là của bê đan. Bê rô gì? Bê rô ở trên? Oh, really? Bê rô bicycle. Thế thì bicycle chưa? Được, ride a bicycle và better a bicycle chỉ có thế thôi. Thế còn the train phải là the ride a train. The train kệ nó thừa kệ nó nha, the ride a train. Không vấn đề gì cả. Bài số 4 thì dễ rồi, bỏ qua đi. Bây giờ con nhìn xuống bài số 5 mà thôi. Nào, bullet train, what does it mean? Tàu gì ạ? À? Tàu nhưng mà tàu gì được chưa? À, tàu tại sao là chưa có người ta có từ bullet. Bullet nghĩa là gì? Viên đạn. Tức là người ta so sánh cái tốc độ của nó chạy nhanh như viên đạn. Đấy, thì nó dùng thế thôi. Được chưa? Tiếp tục đi ạ. À, spaceship tàu vũ trụ đúng không? Hot air balloon là gì? Và, và trên là tàu đúng không? Rồi, ai có thể dịch cho cô câu A xem nào? Ai là gì cô cái A ạ? À? Ai có thể dịch cho cô? Nào, cái loại gì đấy ạ? À? Loại phương tiện mà được tạo ra bởi một cái gì nhỉ? Strong material. Strong material nghĩa là gì đấy? À, một cái chất liệu rất là gì? Mạnh. Một cái chất liệu rất là mạnh, đúng không ạ? Và nhỉ? Được lấp đầy trong nó hot air là không khí nóng ạ. Cho cô một chữ, cô bảo bạn này bạn qua lấy đề cho Cái nhân cho các bạn đúng 1 phút nghỉ, cô gọi điện cho bác cái in bài không không
Ok. Check what does it mean? Check là kiểm tra. Thế check là kiểm tra thì các bạn sẽ chọn là gì đã? Check gì? Check in. À đúng rồi, check exam nghĩa là gì đấy ạ? À có nghĩa là kiểm tra cái gì? Kiểm tra lại bài thi à? Có ai có ý kiến khác không? Không biết. Có ai có ý kiến khác? Tôi hỏi lại, có ai có ý kiến khác không ạ? À? Vâng. À... cả lớp nghe này, có rất nhiều cái nhưng mà các bạn phải chú ý nhá. Khi mà đọc thì mình phải loát xem là thôi đi ạ. À. Loát xem là cái nào sẽ là cái hợp lý nhất ạ. À, nhá. À, đầu tiên là check có được dùng với lại check gì nhỉ? Được không? Không. Check check a bicycle là đạp xe. Kiểm tra một chiếc xe đạp. Check a lot of space, check public transport, check weather forecast, check traffic jam, check a boat, check a car, check the exam. Thực ra thì nói thật luôn nhé, là cái check này có thể đi được với rất nhiều từ. Kiểm tra xe đạp được mà, Thì kiểm tra phương tiện được mà, đúng không? Cho nên cái từ này mình phải để cuối cùng. Đúng rồi. Rồi, bây giờ đến từ sale đi cả lớp. Sale nào? Được rồi, sale bao ạ? À? Tiếp. À rồi, tiếp tục này. Từ worry about, lo lắng về cái gì? À, lo lắng về kỳ thi được không? Được, lo lắng về thời tiết được không? À, cũng được luôn, đúng không ạ? Thôi, tóm lại là tôi thấy hợp lý nhất là lo lắng về. Ừ. Lo lắng về kỳ thi sẽ là hợp lý nhất ạ. Lo lắng về kỳ thi à? Cái kia là weather forecast là dự báo thời tiết rồi còn ạ. À? Rồi, ok. Tiếp đi ạ. Vâng, Ryo gì? Vâng, đúng rồi ạ. Ride a bicycle. Tiếp tục đi cả lớp. Yêu gì? Đúng rồi, use public transport. Chính xác luôn. Sử dụng các phương tiện giao gì? Giao thông. Tiếp nào, take gì ạ? À? Làm gì có ơ đâu con, take lots of space, đúng không? Take lots of space có nghĩa là gì? Mất rất nhiều chỗ trống, take lots of space. Avoid traffic jam, tức là tránh cái gì đấy nhở? Ok, tránh tắc đường, chuẩn luôn. Và cuối cùng là gì đấy ạ? À, the rider gì? Ok. Vậy thì sẽ là check gì? Check the weather forecast, kiểm tra dự báo thời tiết đúng không ạ? Bài 7. Rồi bài 7 hơi khó đấy nhá. Bài 7, cái phần những cái từ mà chúng ta điền nó đều là các cái gọi là từ loại chứ các bạn chú ý này. Thứ nhất, system what does Không. it mean? Vâng, chính xác. Tiếp tục nào. À, benefits what does it mean? Lợi ích. Problem what does it mean? Vấn đề. Part what does it mean? Phần. Chỉ có một cụm từ duy nhất đi từ transport đó là transport gì ạ? À? Chính xác, transport system. Tức là gì nhỉ? Cái gọi là cái gì? Cái phương tiện, hệ thống phương tiện giao thông của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai đúng không? Rồi, ok. Chuẩn luôn nhá, chuẩn luôn nhá. Tiếp tục. Ok. Câu tiếp theo nào, các đồng chí xong chưa? Alo, 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 alo. Được chưa các đồng chí? Rồi, tiếp, nói ý thôi. Một ngày tôi sẽ đi du lịch tới mặt trăng. Đấy. Trong một cái gì rất lớn. Cái mà có thể đi nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Kỳ không? Như vậy chắc chắn phải là gì? Không. Spaceship, đúng rồi. Tại sao gọi là tàu? Phải là tàu chứ.
Tàu. Tàu là gì? Tàu là bánh trôi tàu. Tàu. Tiếp nào. Thế gọi là thầy à? Gọi là thầy cô giáo hay là thầy cô giáo? Hai. Gọi là thầy. Sao hai đứa kia nó cứ ngồi học kiểu gì? Sao ngồi học như ngồi như này, như này, như này? Sao ngồi thẳng như này? Câu hỏi các bạn vậy. Nên là công ơn thầy cô hay là công ơn thầy cô? Thầy nó mới là chuẩn. Nhưng mà chúng ta vẫn đọc là thầy. Anh Đấy là cái kiểu quen miệng rồi. Tiếp. Mộng thì vịt. Nào, thực sự như thế nào khi bạn bay và thuận tiện hơn rất là nhiều khi mà hơn là một cái helicopter? Helicopter là trực thăng. Nhanh, rẻ, dễ dàng hơn hay đắt hơn? Vâng, thực sự là dễ dàng hơn khi mà bay. Tại sao lại vậy? Vì đằng sau có từ more. Đằng sau có từ more thì nó là so sánh. Vậy thì chắc chắn là trước en và sau en nó phải giống nhau, đúng không? Tôi lấy ví dụ nhá. Này, Việt, còi và gầy, hoặc là còi và lên. Thôi thôi, cái này không đúng nào. Đây, tôi đang ví dụ đi. Chẳng hạn đây là anh ấy đẹp trai và học giỏi. Thì cái từ và, nghe. Cái từ và nó phải là hai cái phẩm chất nó phải ngang nhau. Tức là ok, dưới này là trên này, tích cực phía sau phải tích cực, đúng không? Không, tí nó sẽ cắt đúng cái đằng camera đấy, dù tôi quay từ full zoom cái góc ngoại ngàn lên tôi gửi cho mẹ. À, chính xác, tôi gửi theo nhóm lớp, của lớp chuẩn bị nhận nha. Là thôi, nói tiếp. Đúng không? Thế bây giờ nha, chẳng ai nói là anh ấy đẹp trai và tiêu biểu cả. Tiêu biểu. Tự nhiên vậy thì phải là đẹp trai nhưng, đúng không? Nhưng stupid chứ không phải nói đẹp trai và stupid. Thì vậy điều đó có nghĩa là hai cái từ nó phải giống nhau. Thằng sau là more rồi thì nó so sánh hơn, thằng trước phải so sánh hơn, đúng không? Thật là easier. Nói nó buồn cười một tí nhưng nó là sự thật. Số 4. Đã là ngựa phải là cưỡi ngựa. Đáp Hãy án riding. Ông nào mà sailing mà trèo ngựa thì chắc là tôi cũng chết luôn đấy. Câu 5 này. Bố của tôi là cái gì? Frequent là thường xuyên, của Việt Nam Airlines. Bởi vì tôi lạy công đây ạ, à, không nghe kỹ là tôi nhìn tôi nói ạ, à, nha. Bởi vì ông ấy phải bay mỗi một tháng để tới nơi làm việc, chứ không phải ông ấy là người lái máy bay đâu. Bố tôi là khách hàng thường xuyên của hãng Việt Nam Airlines. Thứ nhất, flight attendant ở đây là gì ạ? À? Không ạ, à, đây là tiếp viên hàng không. Pilot là phi công. Actor là diễn viên nam. Và customer là khách hàng. Như vậy, chính xác, đáp án đẹp đi. Cái lúc mà đúng được một câu thì thấy chưa? Câu mà sai ổn chết nhầm. Hơi nhầm tí. Kiểu gì không mà biết được, không hiểu nổi. Nỗi buồn. Tiếp. Thôi không bị nói nữa con. Câu tiếp này, câu số 6. Anh ấy không cần phải lái xe ô tô bởi vì nó tự động automatic. À, lái xe là gì? Vâng, the right car. Bây giờ tôi sẽ nói nhỏ, anh nào nói chuyện lên đến đó cho tôi nha. Đó là cổ. Câu 7 này. 3.1 chiếc xe đạp là rất thân thiện với môi trường, nhưng thỉnh thoảng nó lại chậm. À, ok, sử dụng một chiếc xe đạp là vô cùng thân thiện với môi trường. Yêu dinh, đúng không? Đó là dinh nhá. Hay quá. Câu 8 này. Cái gì bạn nghĩ rằng nó rất là popular, phổ biến ở trong tương lai?
Cái câu trả lời là cars, là ô tô. Traffic thì nó là giao thông nói chung. Anh em nào mảnh này chết. Chết. Tôi có bảo anh ngủ đâu. Anh không ngủ, nhưng mà những cái người mà đã buồn ngủ rồi nhá, một phải đứng lên và đi rửa mặt. Đi mà còn cái máy mới tỉnh được, còn không á, kể cả ngồi như thế này vẫn buồn ngủ, nó sẽ không được tập trung được. Khẳng định nó đang buồn ngủ rồi ạ. Chỉ bây giờ có đứng lên, đứng dậy đi, đi về nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Đi một vòng nó sẽ tỉnh. Làm không bao giờ cái chuyện tỉnh được luôn. Nào tiếp tục. Đáp án sẽ là baby nha. Lê. Ok, chị tiếp tục nha. Anh cho tôi khoảng gấp khoảng 100.000 cái mô hình của anh. Ok, tiếp tục này. Elderly ở đây là người già. Disable là người khuyết tật. Những người già và người khuyết tật thì sẽ không thể nào sử dụng cái loại phương tiện này. À, people, rất chính xác. Thế còn women là gì nhở? Phụ nữ. Men là gì ạ? Đàn ông. Thế còn children là quan người già rồi. Rồi, ok, tiếp. Number 10. Nếu... Hả? Tôi chín đi. Nếu như bạn có một chiếc taxi thì bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn. À, trả nhiều tiền hơn đúng không? Spend đúng không? Gì? Các bạn thử đính con đúng nha. Tuần buổi sau là chúng ta tổng kết điểm để nghỉ rồi đấy. Cho nên là tính đi. Vâng. Tôi sẽ tặng quà cho em mấy phát đấm. Bài số tám. Có một crowded, what does it mean? Đông đúc, chính xác. Faster, what does it mean? Đúng rồi, plane, what does it mean? What does it mean? Okay, bus, what does it mean? Rồi, mấy cái kia không hỏi vì nó sẽ quá. Có từ giờ. Có từ giờ thì nó phải là danh từ. Cái gì vào thời điểm này trong ngày thường xuyên bị delay? Delay ở đây tức là trì hoãn. Yes. Đáp án sẽ là gì? Máy bay à? Có với cả đồ. Ở đây có chữ A. Có chữ A xong ta mấy chữ A không? Khoanh chữ A vào. Nếu không dùng từ bus thì không có, bởi vì từ bus sẽ không phải xì móc kẽ đúng không? Chúng ta phải là planes. Số 2 này. There will not be enough. Không có đủ cái gì cho những cái cây, những cái hồ và các tòa nhà. Không có đủ chỗ trống. Sao lại không có đủ mưa? Trời, không có đủ yên. Không có đủ mưa cho cây thì nghe hợp lý. Nhưng mà không có đủ mưa cho tòa nhà, nghe nó buồn cười đấy. Vâng, space. Ở trên cái bàn phím các bạn ấy, space chính là cái khoảng. Vâng, khoảng cách. Tôi hỏi tôi nói chuyện không như này. Có một cái ông, có mấy ông bà học ở mang tiếng lớn lắm rồi, lớp cấp 3 rồi. Tôi hỏi là, vâng, hẹn cho ta enter, enter là gì? Có lớp biết bảo gì không? Enter là enter à? Hỏi ai đấy? Anh nhìn mặt tôi mà là gì rồi anh kêu là hỏi bạn này vẫn chưa chừa cái tội nó trong không. Enter nghĩa là gì đấy cả lớp? Bước vào là vào. Tiếp. Câu ba nào các con. Tàu hỏa ở Nhật Bản luôn luôn như nào? Faster. 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 Ủa thì faster, đây có từ with mà. Crowded with là đông đúc với cái gì? Rất nhiều hành khách, passengers.
Tiếp, họ không thích đi bằng máy bay bởi vì nó rất đắt, expensive. Đúng rồi. Câu nào này? Chúng tôi muốn tới sân vận động để xem các cái cuộc thi đấu bóng đá nhà ưa thích của chúng tôi bằng xe gì? By bus this morning. Câu 6 này bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về let's talk about future road transport, cùng nói về những cái nhà phương tiện ở những cái hệ thống đường bộ đúng không, trong tương lai. Tiếp này, chiếc xe đạp thông minh thì luôn luôn có cái mái có thể tự gấp lại được. Vâng, cho thời gì? Trời mưa, rainy weather. Kinh nhở? Bây giờ trong này có cái xe đạp, kể công nghe, trên có cái mái như cái ô ấy. Cái lúc mà trời dâm thì tự nó cụp xuống, yên tôi kể, cụp xuống. Không, cái mái nó phải cứng chứ con. Nó phải làm những kiểu cái sắt nó phải giữ. Sau đấy lúc trời mưa là tự động bật lên, trời nắng bật lên. Ôi rồi chắc ngất luôn. Đi giữa đường làm sổ. Ừ. Ai phải bảo bố mẹ đầu tư quả xe đạp đấy. Có không thiết kế đâu con ạ. Hàn làm sao nó tự động được đâu nha. Đây ví dụ tìm cho bà xem. Rồi câu tiếp theo này nghe. Thực sự ba chấm rất nhiều nếu bạn muốn đi từ một nơi này đến nơi khác trong thành phố, thực sự là như thế nào? Vâng, chính xác, faster. Đây là xe đạp điện tích hợp mái che. Đấy, bác lách chưa? Xe đạp điện tích hợp mái che đấy ạ. Ở nước ngoài này có nhiều rồi, chúng mình có thôi. Có tiền mà công nông không ạ? Không có. Thế khác. Tức là nó có thể tự động bật lên đúng không ạ? Tiếp. Bài số 9. Chị đâu nè nha. Hôm trước công bạn lớp 10 lôi phụ huynh ra, thế là cứ trêu nó một hai là nó tức tức qua. Tự nhiên đang ngồi đây, một đứa đứng đây, đứa đây thì đứa kia cứ trêu trêu, cứ nó cứ lải nhải cái trêu trêu, nhưng mà không gọi bằng tên, bằng tên thật mà gọi bằng tiếng Anh thôi. Tức là dùng tiếng Anh để dịch nhưng mà cứ trêu trêu. Này đang ngồi của nó là một thằng rất là bé, nó rất là kiểu rất là ngoan thôi, đang ngồi đây. Không chỉ là nó bảo là nó cứ lôi tên ông bố mẹ ông bà. Cô nghĩ là các bạn, cô nghĩ là các bạn đến tuổi này các bạn tự hiểu, chúng ta không nên làm cái điều đấy. Nào câu số 1, cho tôi biết bạn Huyền Anh, cho tôi biết vị trí chỗ trống cần tìm là từ loại gì ạ? À, danh từ, tính từ, động từ hay chạm từ hay cái gì ạ? Thế muốn biết nó là từ loại gì? Vì từ đằng sau là từ student. Student nó là một danh từ đúng không Miền Anh? Trước danh từ nó sẽ là cái gì? À là tính từ rồi, ngồi xuống. Thế regularly chạm từ không? Vậy bất trọng chỉ cần làm chúng ta gì? Bỏ đuôi gì? Bỏ đuôi ly là xong, viết vào. He is a regular student. Không được lười, viết vào. Regular là thường xuyên, điều độ. Số 2 này. People đây là danh từ chỉ người. Vậy trước danh từ cần từ loại là một tính từ. Chúng tôi tham gia vào rất nhiều hoạt động để giúp đỡ những người già. Thế người già là gì? Âu không ạ? Âu không thì nó chưa phải được.
Elderly. Elderly à? Số 3 này. Câu có thích sau từ like thì cộng cái gì ở Duy Anh? À, cái này là travel. Traveling. Gấp đôi chữ gì ạ? À, double L đúng không? Double L, traveling. Rồi, câu số 4. Cô giáo đang cái gì? Cả lớp. Giving là đưa. Đưa là phải đưa cái gì? Tức là nó phải là danh từ. Explain đây là giải thích về danh từ. Rồi explain là gì? Sơn, danh từ explain là gì? Sai, chưa chính xác. Ai biết nào? Diệp. Mai Linh. Phúc. Nó bị mất đi chữ y rồi. Explanation. Explanation. Câu năm này. Cái gì đã trở thành hot trend ở trong thành phố này? À, đó là đạp xe đúng không? Đạp xe là cycle. Cycling. Chúng ta bỏ chữ E và biến thành đuôi gì? Rồi, ở ở nhà chưa? Các bạn chưa làm bài này à? Có quá. Không quan trọng là có ra bây giờ. Lớn rồi. Tự thấy có bài là tự làm. Ông Đức Việt làm gì? Nghe vô vật. Câu 6 này, cả lớp quen cho từ motors. Motors chính là motorbike, motor. Thì motor là danh từ đúng không? Chiếc danh từ cần tự loại là một tính từ đúng không? Thế, electricity là điện. Thế tính từ electricity là gì? Electric, đúng rồi, electric motorbike. Electric motorbike. Y con nào cũng phải E. Electricity và electric. Số 7. Driver, đây là danh từ. Vậy chiếc danh từ cần từ loại là một gì? Tính từ. Experience ở đây là kinh nghiệm. Thế thì chúng ta cần tính từ là có kinh nghiệm. Chính xác. Thêm chữ D. Chuẩn luôn. Experience. Experience. Chữ D vậy nhá. Là người có kinh nghiệm. Những chiếc xe đạp thông minh sẽ không bao giờ bị đánh cắp cả, bởi vì chúng sử dụng cái khóa bằng vân tay. Trời trời ơi, thế nào các con xe đạp phải đẳng cấp hơn cô tô thế? Mở ra mà. Chưa làm để 27 là xong này luôn nhá. Đấy cửa. Rồi, ok. Thế con này bị động thì phân thứ hai. Steal trong phân thứ hai là gì? Stolen. Đừng có nói với cái từ stolen nhé. Đây nè. Chưa được đấy.
Là bị đánh cắp con. Câu số 9. Người đàn ông này như thế nào? Và tôi không thể tìm thấy bất cứ nơi đâu. Người đàn ông này đã biến mất đúng không? Disappear. Nhớ là phải thêm đuôi ed. Vì sao vậy? Bởi vì sau từ has phải là phân thứ hai, chỉ ở hiện tại hoàn thành. Câu này sẽ là disappeared. Chắc chắn friendly. Nào, bài cuối cùng. Bài 10 ạ. Bài cuối cùng của phần này. I can't 3 chấm that driving less car already exists. Tôi không thể nào. Delete là tin. Agree là đồng ý. Và tôi không thể nào như nào? Tin rằng những chiếc ô tô không người lái có thể tồn tại nha. Delete. Câu 2, mọi người có thể sử dụng một cái jetpack, tức là cái túi phản lực ấy ạ, để một cái túi túi xong là người ta bật lên để bay. Yes, để bay từ bất kỳ đâu, fly anywhere easily. Yes, giống như kiểu là cái dù ấy con, jetpack. Có bao nhiêu nhiên liệu, nghe, bao nhiêu nhiên liệu mà cái loại phương tiện giao thông này sử dụng đúng không? Bằng use, thường cost là chi phí bằng. Câu 7 này, cái loại phương tiện giao thông nào mà bạn thường xuyên sử dụng để làm việc? What gì? Means of transport. Rồi, câu tiếp theo này. Chúng ta có gì nhỉ? À, thấy từ dơ không? Wonderland là một thành phố gì lớn nhất trên hành tinh? Vợ mà không có gì đấy à? Metro system, tức là không có hệ, tức là metro đây là tàu ngầm, tàu điện ngầm. Yes, như đó sẽ là gì? Biggest. Câu 9 ở đây có từ giam. Thế bây giờ hỏi ông nhá, nghe, bicycle có đến được không? Ôi giời ơi, đếm được không? Đếm được. Thì đếm được thì dùng fewer hay là less? Fewer đúng rồi. Chán lắm cơ. Phải không biết đâu đếm được, không mệt hết cả người. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn hay là ít hơn năng lượng mặt trời trong tương lai? Rồi, more. Nhóm của tôi 3 chấm về road traffic và vấn đề giao thông. Đang nói về talking. Bạn có nghĩ rằng cái cách mà cái phương tiện giao thông này sẽ như thế nào? Appear xuất hiện đúng không? Ở Việt Nam. Thế còn carry là mang vác nhá. Câu số 10. Thành phố lớn này sẽ phải tìm ra giải gì? Giải pháp solution. Đóng với sách quả vào. Đầu. Số 1. Yêu cầu của đề bài đây là gì đi ạ? Cả lớp. À, tìm từ có phần phát âm khác với những từ còn lại. Từ đầu tiên là amazing, là âm ơ. Around, âm ơ. Against, âm ơ. Và spacious, đáp án đi, spacious. Vâng, chúc mừng các bạn. Một chốt, à quên nhầm, một điểm nhầm. Nào, number two. Từ đầu tiên là serious, âm y. Serious. Các bạn là chữa bài thì các bạn nhớ là viết chữ y bên cạnh cho bạn mình của cô. Question âm e. Stressful âm e. Dance âm e. Đáp án A. Serious. Số 3. Từ đầu tiên là crime âm i. Cô nhớ lại câu 2 đáp án A được chưa? Crime âm i. Nutrition âm y. Vehicle âm i. I là y. Chúng ta có từ này, chúng ta có mấy cách đọc đấy?
Đúng rồi, có hai cái đọc vehicle, vehicle là vehicle. Như vậy có thể là y hoặc có thể là ai. Và picture là gì? Y. Như vậy nếu đúng chính xác sẽ là đáp án A, crime. Số 4 ạ. Cái gì con? Sao không nghe đáp Poverty of all. Được chưa? Poverty of all. Homeless. The home ấy. Thì khi đọc không phải là home mà là home. Đúng không? Home ấy. Homeless. Và gì nhỉ? Overpopulation. Như vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án gì đây ạ? Vâng, sexy. Sexy à? Sai. Overpopulation là ông. Homeless là ông. Vậy đây có từ đáp án A và đáp án B. Đáp án B đọc là gì? Poverty là poverty. Mời bạn đeo kính cận. Phúc. Phục 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 hả? Đọc đi con, mạnh dạn lên. Poverty. Thế còn từ đằng trước, anh thì khôn lắm, anh ấy biết lượn được chiều gió đấy, tôi vừa đọc như vậy. Cái từ đằng trước đó là gì? Opacity là opacity. Chắc chắn là không ai đọc là opacity được rồi đúng không ạ? Vâng, cho nên đáp án chính xác của chúng ta đây là B. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chán đời. Vâng ạ, đáp án chính xác là đáp án A ạ. Obesity. Số 5 mà từ đầu tiên là gì? Thousand âm gì? Thờ. Healthy âm gì? Thờ. Weather là giờ đúng không? Giờ đúng không cả lớp? Rồi, vậy đáp án là gì luôn? Anh nói to lên cho tất cả mọi người cũng nghe thấy luôn. Tôi đang ghi âm bài giảng các bạn cũng nghe đấy. Vâng, đó là C ạ, weather. Hẳn là lại phải đúng, khổ thân tôi. Rồi, ok, nói ít, làm nhiều. Tiếp tục nào, câu tiếp theo. Sao? Từ đầu tiên là gì? À, crowded tiếp. À, polluted tiếp. À, ok, wanted tiếp. Caused. Đáp án đen đi. Số 7 này. Place. S-E. Crime. Chữ cờ đúng không? Cause. Chữ cờ đúng không? Và traffic. Như vậy đáp án sẽ là A. Place. Số 8 này. Lucky âm á. Suffer âm á. Support âm ơ. Và cultural âm á. Đáp án C, support. Số 9. Noise âm Z. Các bạn rất dễ nhá. Các bạn biết cái từ ầm ĩ là noisy đúng không? Thì có nghĩa là cái chữ gì trong cái từ noise này nó phải là âm Z. Đúng không? Chứ không phải đọc là noisy cả. Mà là noisy. Đây là system chữ gì? Square gì? Và service gì? Đáp án A, noise. Tại nhau là nhìn bài nhau không sao? Số 10 này. January E. Crystal E. Hungry E. Và skyscraper. Đáp án D, skyscraper. Một điểm một câu ạ. À. Bài số 2. Tốt. Bao giờ khi mà làm tiếng Anh ý, làm tiếng Anh nghe này thì bao giờ cũng phải tin vào cái cảm nhận đầu tiên của mình làm rồi thì đừng nên sửa lại. Nào, bài 2 này. Vì tiếng Anh là nó dễ, kiểu như là mình nhìn nó quen quen là mình chọn thôi. Câu 1. Population là dân số đúng không?
Healthy là tính từ lành mạnh. Serious là tính từ gì? Nghiêm trọng. Và crowded là tính từ đông đúc. Vậy tất cả đều là tính từ. Và đáp án A là danh danh từ population. Lại tao đã sửa Việt, từ nãy giờ cứ tao đã sửa nước Việt. Xoay. Increase là tăng, động từ. Stressful là tính từ căng thẳng. Support là động từ hỗ trợ. Và provide động từ cung cấp. Can be stressful. Baby không? Ai bị mù? Số 3 này. Village là ngôi làng. Countryside là quê. City là thành phố. Và atmosphere là bầu không khí. Đáp án D, atmosphere. Đẹp đi ạ. Số 4. Xong chưa? Dizzy là bệnh tật. Âm Z. Poverty là âm à, poverty là gì? Là nghèo đói. Healthcare là sức khỏe. Và crime ở đây chính là tội phạm. Cả cái mang tính chất tiêu cực như là bệnh tật này, sự nghèo đói này và tội phạm giống nhau. Tự nhiên lại healthcare là chăm sóc sức khỏe. Như vậy đó sẽ là healthcare. Câu tiếp theo à. Slum là khu ổ chuột. Wealthy là giàu, bằng với từ rich. Các bạn chữa bài, chữa cho bạn đấy nha. Giàu. Spacious là rộng rãi. Hả? Yes. Và healthy đây là lành mạnh. Chỉ có từ slum là danh từ, có tất cả là tính từ. Đáp án là đây. Câu 6 này. Đầu tiên là malnutrition, suy dinh dưỡng. Đây, trước mặt tôi. Đây, bên này. Đức An suy dinh dưỡng. Đức Việt suy dinh dưỡng. Sơn suy dinh dưỡng. Phúc suy dinh dưỡng đây. Đây là suy dinh dưỡng nào, tiếp nào. Má má rồi nó cũng phính phính ra này. Câu tiếp theo. Headache là đau đầu. Opacity là béo phì. Drought là hạn hán. Nào, đáp án chính xác là sẽ là đáp án. đang liên quan đến con người, tự nhiên lại liên quan đến hạn hán. Đáp án đi rồi. Kia toàn là bệnh con người đúng không? Câu tiên này, Duy hôm nay cười hơi nhiều nha. Câu số 7, này lịch sự với điểm của Trang. Hungry là đói. Dance, nghe này. Dance, đây không phải đen vô đâu nhá. Dance ở đây có nghĩa là, thì cả lớp là dày đặc. Tức là ví dụ như là số lượng người nhiều hoặc là mật độ nhiều ấy. Dance, dày đặc. Dày đặc. Flat là chân lụt. Chân lụt. Ủa, tôi đọc có bị ngọng ra sao đâu mà chân lụt.
luôn. Và difficult Và difficult là khó. Sai. Đáp án C. Tất cả đều là tính từ và riêng đáp án C là danh từ. Anh Hiếu cũng ngồi đây mà đâu? Câu 8. Điên nhỉ? Death, cái chết, danh từ. Commit, động từ, cam kết. Commit. Người ta có submit thì xôi xoài. Không Spread là lan rộng. Đúng rồi, Thái Lan còn. Động từ. Ghi nghĩa cho bạn nha. Và increase là tăng. Đáp án đây ạ. Chết đi. Nào cô không nghe. Không nói linh tinh. Số 9 này. Shortage là thiếu hụt cái gì? Poverty là nghèo nàn. Crime là tội phạm. Và peaceful là yên bình. Thế mọi thứ đang tiêu cực đúng không? Tự nhiên là peaceful này là tích cực đúng không? Đáp án đi. Ừ, còn bài ba mà nó xong đâu mà chỉ náo nước thế. Bài ba. Chỉ có một cụm từ duy nhất đi với từ healthy là stay healthy. Healthy. Câu này đứa nào sai về nhà của chị mẹ. Thôi ai tiếp Hãy tục. Các anh nói chuyện rất là nhiều nha. Câu tiếp theo. Tắc nghẽn giao thông là một trong cái gì nghiêm trọng trong thành phố lớn? Vấn đề problem. C. Cause là nguyên nhân. Bao giờ không một tí nói chuyện là tôi nói tiếp. Và affect là ảnh hưởng. Affect là ảnh hưởng. Affect là ảnh hưởng. Câu 3. Bạn có thể ba chấm mọi người ở rất nhiều nơi trong thành phố lớn, họ không có nơi nào để sống cả. Vậy là không có nơi nào là homeless. Chưa đến đâu vậy? Duy Anh Toàn này, mai khi ông cưới vợ ông chết nhầm hàng xóm. Ok, chúng ta tiếp tục chương trình. Chúng ta tiếp tục đáp án đây. Homeless. Số 4 này. Cái những con đường hẹp này, narrow street này không thể như thế nào nhiều hơn cái traffic. Traffic đây là gì nhỉ? Giao thông trong suốt giờ cao điểm. Vậy con đường hẹp này không thể như thế nào? Ai biết nào? Em chọn support. Ok. Câu số 4 đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Nhầm, baby nói nhầm. Cô đọc lại à. Câu số 4 đáp án của đáp án của chương trình là baby. Không thể cung cấp, không thể hỗ câu B nhá. Số 5. Cuộc sống của mọi người, baby. Cuộc sống của mọi người ở trong những thành phố đông đúc ngày càng trở nên
như thế nào? À, thật đấy. Cuộc sống ở những thành phố đông đúc mà lại trở nên nhanh hơn. Vâng, khó khăn. Đáp án đẹp đi, difficult. Câu tiên này, chính phủ của chúng ta đang cố gắng để như thế nào? Vấn đề về thiếu cái gì đây ạ? Accommodation, thiếu chỗ ở. Đang cố gắng để giải gì? Thằng nào giải quyết đây? Chính xác, I solve. Thế giải thích. Solve, giải quyết. Help là giúp đỡ. Explain là giải thích, đúng không ạ? Phải là giải quyết vấn đề, chứ không phải là giải thích vấn đề cả nhá. Số 7 này, thành phố lớn thường xuyên nghe 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 nhiều ô nhiễm hơn rất là nhiều so với khu vực nông thôn. Suffer, chính xác, chịu đựng. Suffer là chịu đựng. Chúng ta có enjoy không thể là thích được. Support là hỗ trợ càng không. Đáp án đi ạ. Suffer, chịu đựng, viết nghĩa cho bạn là khổ. Một đứa trẻ healthy, tức là có sức khỏe tốt, thì nó ba chấm sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn từ mẹ hơn là một đứa trẻ thì đi à, nó ốm yếu, tức là những đứa trẻ nó muốn healthy thì phải có gì ạ, sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Câu số 8 đáp án sẽ là gì? Baby Re, nghe. Require ở đây có nghĩa là đòi hỏi. Require là đòi hỏi. Vậy một đứa trẻ muốn khỏe mạnh đòi hỏi cần nhiều sự chăm sóc hơn. Require, đòi hỏi. Increase là tăng. Support là hỗ trợ. Người đàn ông ba chấm tội vào năm ngoái và anh ấy đã được cho vào tù để chơi. Vâng, người đàn ông cả lớp nghe này chỉ có một từ duy nhất, đó là phạm tội là commit crime. Mình không dịch là cam kết mà commit crime mình dịch là phạm tội. Viết nghĩa cho bạn đây. An nó muốn về quá à? Commit crime là phạm tội. Ta tao cứ sửa nhỉ. Tiếp số 10. Nghèo đói là cái gì chính? Ba chấm chết dành cho những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Nguyên nhân, chính xác, cause. Sẽ là problem được. Nghèo đói chính là cái nguyên nhân chính, đúng không? Gây ra cái chết của những đứa trẻ khu ổ chuột. Mỗi câu đúng các bạn được cộng một điểm, được chưa? Sau đó trả bài cho bạn với cô. Không rồi, khó cho anh. Hai điểm hết. Ok, tiếp tục. Cả lớp, chúng ta xuống bài bên dưới ạ. Cô sẽ là người đọc và các bạn sẽ là người đánh trọng âm. Bắt đầu. Đài chỉ phát đúng một lần. Chỉ đâu. Where is your pencil? Use the pencil. Listen to me carefully and mark the straight. And after that, we have 1 minute, okay, to write and circle your answer. Number one. Lazy. Cheating. Đang đánh trọng âm đấy nha. Không biết đang làm cái gì đâu nha. Disease. Stratford. Number two. Crowded.
Wealthy. Problem. Effect. No, number three. Question. Invite. Phải đánh trọng âm trước đã rồi tí khoanh sau. City. Village. Next one. Number four. Đầu tiên là gì đấy à? Vâng. Thôi thôi. Diverse. Diverse. Weather. Money. Doctor. Number five. Native. River. Relax. Dentist. Không đọc ra mồm ở Việt, tiếng Việt. Number six. Peaceful. Describe. Spacious. Dialogue. Number seven. Reveal. Pollute. System. Enjoy. Number eight. Complete. Candor. Cherry. Heaven. Number nine. Frighten. Nature. Number. Decide. Number 10. Compare. Freedom. Artist. Standards. Okay, now you have 1 minute to circle your answer. No way. Đài chỉ phát một lần, không phát lần hai. No way. Ok, xong chưa cả lớp? Bắt đầu. Chấm bài. Vâng, các anh lúc này làm cho nhóm hay là một mình? Là một mình đúng không? Đối bài cho người bên cạnh, người hàng xóm. Đầu. Từ đầu tiên,
Lazy âm 1 và từ lay. Children âm 1 và từ chi. Dizzy âm 2 và từ gì. Và stressful âm 1 và stress. Đáp án sẽ là đáp án C. Số 2. Crowded và từ crowd âm 1. Wealthy và từ wealth âm 1. Problem và từ prop âm 1. Và effect và từ fake âm 2. Đáp án daddy. Số 3. Question và từ quest âm 1. Invite và từ right âm số 2. City, seat âm 1. Và village và vis âm 1. Đáp án baby, invite. Đáp án baby ạ. Số 4 ạ. Diverse và từ verse âm 2. Weather và từ where âm 1. Many và từ man âm 1. Doctor và từ job âm 1. Đáp án A, diverse. Số 5 ạ. Native và từ nay âm 1. River và từ re âm 1. Relax và từ lex âm 2. Đáp án C luôn. Tiếp tục ạ. Số 6. This word và từ this âm 1. Describe và từ cry âm 2. Spatial và từ space âm 1. Dialogue và từ die âm 1. Đáp án B. Số 7 ạ. Reveal và từ build âm 2. Blood và từ loot âm 2. Sister và từ sis âm 1. Enjoy và từ joy âm 2. Đáp án C. Số 8. Complete và từ please âm 2. Candle và từ can't âm 1. Traffic và từ chair âm 1. Heaven và từ heaven he âm 1. Đáp án sẽ là đáp án A. Số 9 ạ. Frighten và từ fry âm 1. Nature và từ nay âm 1. Number và từ năm âm 1. Và decide âm 2. Đáp án đi. Số 10. Compare và từ pair âm 2. Freedom và từ free âm 1. Artist và từ A âm 1. Stand up và từ stand âm 1. Đáp án A. Các bạn tính điểm của cô đi ạ.